Chiều ngày 28 tháng 6, đồng chí Phan Hồng Yến, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, chủ trì hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, ngành y tế đã chủ động tham mưu huyện ban hành văn bản lãnh đạo chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tích cực kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó đã tập trung tuyên truyền phòng chống bệnh sởi, thủy đậu, tay chân miệng dịch sốt xuất huyết và các bệnh dịch theo mùa. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tuyến huyện và trạm y tế xã đạt trên 23.000 lượt người, trên 7.000 bệnh nhân điều trị nội trú. Các chương trình mục tiêu y tế dân số được triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt kế hoạch đề ra. Duy trì thường xuyên hoạt động truyền thông về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì công tác tuyên truyền vận động kế hoạch hóa gia đình, lồng ghép với thực hiện dịch vụ sức khỏe sinh sản tại cộng đồng. Về công tác bảo hiểm y tế, tính đến ngày 26 tháng 6, 2023, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế là 26.182 người, đạt tỷ lệ bao phủ 90,1% dân số. Hội nghị đã tập trung thảo luận nêu lên một số khó khăn tồn tại hạn chế trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 như tiếp tục củng cố hệ thống y tế từ huyện đến xã thị trấn, nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh, khống chế không để dịch lây lan diện rộng, thực hiện chương trình mục tiêu y tế dân số có hiệu quả, tăng cường quản lý nhà nước, phấn đấu tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 95%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ dưới 5 tuổi giảm xuống 12,7% duy trì 100% trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế xã, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5%, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,6%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đề nghị ngành y tế cần thường xuyên cập nhật các văn bản mới của cấp trên để tham mưu cho huyện lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả lĩnh vực y tế, quản lý tốt việc hành nghề y trên địa bàn, tiếp cận hấp thu tốt các chính sách về y tế dân số, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin chuyển đổi số trong khám chữa bệnh đáp ứng các yêu cầu quản lý khám chữa bệnh triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống ứng phó với các loại dịch bệnh không để bị động bất ngờ tiếp tục tập trung tuyên truyền thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về y tế dân số duy trì công tác tiêm chủng mở rộng cung cấp đầy đủ có chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh cho nhân dân tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác quản lý thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quan tâm thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu